anh đi bắt nhà anh gọi em đi. Bắt xong rồi anh à? Bố ơi. Ừ. Tính thay bố đi nhanh nhanh một tí để cho con nhá. Con ở nhà ngoan nhá, không đi đâu đâu nhá. Bố về tìm không thấy. Bố đi nhá. Bố mượn đèn đi.
Này, người đẹp ơi, có cần người anh hộ không? Anh đi đâu về đây? Thế thì anh hộ em một tí. Thật từ nãy giờ mệt quá anh ạ. Để anh hộ cho. Vâng, anh hộ em đây. Anh đi đâu đấy? Thì đánh cá rồi. À, thế hả? Anh đánh cá ở đâu mà được nhiều thế? Đánh suối này. À, thế hả? Nhiều cá nhỉ? Hôm nay đàn ông khỏe rồi đấy, vừa bắt được nhiều cá lại còn cá ngon nhá anh nhỉ. Anh bắt cá gì đấy? Cá rô. À, thế anh bắt này có khó không? Không khó đâu mà. Anh bắt được nhiều thật đấy. Bắt này tí xong khoảng đi bắt cũng được tí. Lúc đó anh đi bắt thì anh gọi em đi với nhá. Em cũng thích ăn cá lắm. Nhưng mà còn cho em đi không? Rồi anh cứ rủ em đi. Anh bảo rồi. Ở với anh đi đánh cá suốt ngày cho mà ăn. Anh đừng có mà lừa em nhá. Em mà tưởng thật là anh hơi bị nguy hiểm đấy. Nói thật mà. Thế được rồi nhá. Tí nữa em về cùng anh theo anh luôn nhá. Anh có sợ không? Anh chờ em cô nói này từ lâu lắm rồi. Được ở với anh hạnh phúc quá. Cây nào nữa không? À, ở bên kia em đang chụp cùng một cây đấy anh ạ. Anh ơi, đẹp trai này thì cũng lấy vợ đi thôi. Lấy không ai lấy. Gửi ra đằng sau để kéo xuống. Vâng. Thank you.
May quá hôm nay gặp anh, không thì chắc em còn lâu nữa sao. Để em hộ anh gặp mấy người xuống nhá. Nhà này làm lâu chưa? À, nhà này em được mấy năm rồi anh ạ. Làm cũng công đấy nhỉ? Vâng. Cái này khá làm à? Vâng. Nhà này làm cũng nhiều công đấy nhỉ? Vâng, em cũng nhờ người dân quanh đây làm hộ anh ạ. Chứ mình em sao con gái sao làm được cái nhà này? Này làm chắc lâu thời gian lắm nhỉ? Em làm mất cũng tầm 6-7 tháng anh ạ. Nhìn đẹp thế này nhỉ? Làm lâu đấy. Thợ này chuẩn đấy nhỉ? Làm cũng đẹp đấy. Anh thấy có đẹp nhỉ? Đẹp chưa? Đẹp mà. Anh ơi, thế trưa nay anh ở đây ăn cơm với em nhá. Thế anh về thôi. Thôi, chẳng mấy khi anh đến đây thì là anh ở đây ăn cơm với em. Thế anh về thôi, ở nhà có con bé đây phiền em lắm. Anh ở đây ăn cơm với em đi. Chẳng mấy khi anh đi qua đây một mình em ăn cơm buồn. Anh ở đây với em. Chẳng mấy khi đi qua đây thì là vào đây ăn cơm với em một bữa. Về thôi, để hôm nào. Biết hôm nào. Hay là em về ở với anh đi. Đêm hôm con gái ở một mình biết đường nào mà lần. Anh nói thật nhá. Thế bây giờ em sang bên đấy thì anh lấy cái gì nuôi em? Em sang là anh sợ ngay ý mà. Em chỉ sợ anh nói lừa em thôi. Chứ không là em đi thật đấy. Anh đợi cột này lo lắm rồi.
em cứ sẵn ở đấy, có gì ăn đấy. Anh nói thật nhá, đừng để em mừng hột đấy. Em chỉ sợ sang đấy anh lại bảo em đi về đi thì em ngại lắm. Là dọn sang luôn nhá, có gì xem dọn. Để anh dọn đồ sang luôn nhá. Thôi em nói đùa thế thôi, để em suy nghĩ đã. Đi sang đi. Thôi em sang đấy sợ người ta nói chết. Thôi anh cũng nói thật, anh cũng cần một người em, phụ nữ như em. Ừ. Anh, gia đình. Anh cứ để cho em suy nghĩ đã. Thôi có gì thì anh cứ để em suy nghĩ đã. Bây giờ trả lời vội quá. Thế để em suy nghĩ nhá. Vâng, nếu mà anh không ở đây ăn cơm với em thì là anh cứ về với con bé đi, không sợ con bé nó chờ. Thôi anh về đây, anh chờ em nhá. Vâng, thì anh về nhá. Anh ơi, cá của anh này. Em để lấy mà ăn. Thôi anh mang về nấu cho con bé ăn, nhà em đứng ăn rồi. Em để lấy mà ăn. Anh cầm về đi. Em để lấy mà ăn. Thôi anh mang về ăn để nấu cho con cún ở nhà ăn. Em nhà có thức ăn rồi. Anh cầm. Để đấy ăn đi. Thôi em không ăn đâu. Cầm em ơi. Anh về nhá. Để anh về nhá. Vâng.